Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Cũng chỉ là một thương mà thôi, ta sẽ cho ngươi một cái. Nguy rồi, lẽ nào ta thật sự là phải chết trên tay tính khẩu này hay sao? Ấy, còn có thể sống thêm tập nữa. Ngươi muốn đi đâu? Gia hỏa này còn hung tàn hơn là cả Mặc tộc. Cần gì phải khổ như vậy chứ? Không bằng hai ta tự hồi phục một khoảng thời gian rồi lại tính tiếp. Ngươi đừng hòng, đợi ta đuổi được ngươi, ta sẽ một thương đâm chết ngươi. Bạch Nghệ sợ là phải chết rồi, vì để giết chết ta mà lỡ việc cứu ngươi, ngươi chắc chắn là sẽ hối hận cả đời. Yên tâm, nếu như cô ta còn một hơi thở, ta cũng có thể cứu cô ta sống lại. Cứ giết người trước đã, không hại, cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta cứu người. Tốc độ của chúng ta ngang nhau, người muốn đuổi kịp ta thì có chút không hiện thực đấy. Bạch Dịch cũng giờ sống giờ chết, không có ai có thể viện trợ cho ngươi đâu. Ơi, ngươi coi như đã nhắc nhở ta, ngươi tiêu rồi. Tiểu tử này lại có chủ ý quỷ quái gì vậy? Thật sự có trợ thủ hả? Cái mỏ quạ này của ta. Nhưng tranh đấu với nhân tộc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy nhân tộc yếu ớt như vậy. Có trợ thủ thì đã sao chứ? Yếu ớt như vậy có thể làm gì được ta chứ? Thái thượng, ta tận lực rồi. Gia hỏa như nhã nhép cũng đòi giết ta, thêm vài tên ta cũng không sợ. Đáng tiếc sau khi tên nhã nhép đó ra tay, lại lập tức ngất đi. Nếu không phải vậy, ta chỉ cần 3 hơi là có thể đem hắn chuyển hóa thành Mặc Đồ, ngược lại giết chết Dương Khai. Ơi, ngươi lại nhắc nhở ta rồi, ngươi tiêu đời rồi. Ngươi vẫn còn trợ thủ, ta vẫn còn thiên quân vạn mã. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Ngươi đợi chết đi. Thái thượng, Nhất Tinh Phường ta không làm nhục mệnh. Vực chủ vậy mà lại cường đại như vậy. Nếu không phải là lúc mấu chốt hắn bị phản phệ của bí thuật, ta hiện giờ đã chết rồi. Xâm nhập của Mặc Chi lực đối với khai thiên cảnh mà nói đều cực khó chống đỡ, càng không phải là nói đến đế tôn cảnh nữa. Cho nên ta nghiêm lệnh bọn họ sau một kích lập tức phong cấm tự thân. Lúc này bọn họ đều đã bị Mặc Chi lực xâm nhập thâm tâm, hóa thành Mặc Đồ. Cũng may bọn họ đều trong trạng thái hôn mê, sẽ không phản lại công kích của ta. Đợi sau khi hồi phục sẽ giúp bọn họ tịnh hóa. Tiểu tử này hình như là tên béo, cùng lúc bái nhập Thất Tinh Phường với Tiểu Bạch và Tiểu Nhã. Không ngờ rằng đến nay tu vi của hắn cũng đã là đế tôn cảnh tầng 3 rồi, tư chất không tồi. Hôm nay may mà có những đế tôn cảnh này giúp đỡ, ta mới có thể hóa hiểm thành nành. Hoặc là ngày sau ta có thể chỉ điểm nhiều hơn cho bọn họ một chút, dẫn dắt bọn họ đến con đường võ đạo cao hơn. Cô ta bị thương quá nặng, còn không kịp thời cứu chữa thì sẽ chết chắc rồi. Long châu của ta vừa rồi đã bị tổn thương ở trong phản kích của Trục Phong. Trừ khi là đem Long Chu tu phục hoàn hảo, nếu không trong khoảng thời gian ngắn ta sợ là không thể nào thúc động Hóa Long Quyết nữa rồi. Thứ như là Long Châu một khi có tổn hại gì thì chỉ có thể dựa vào Long Mạch chi lực của bản thân từ từ ôn dưỡng, vội vàng cũng vô ích. Ta vẫn là dưỡng thương trước đi rồi tính vậy. 3 ngày sau, cô tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Trục Phong đâu? Chúng ta vẫn còn ở trong sào huyệt của Trục Phong. Trục Phong đã chết rồi. Sư huynh đã cứu ta sao? Nơi này ngoại trừ cô thì chỉ có ta thôi, không phải ta thì còn ai nữa. Sư huynh, thực ra không cần phải cứu ta đâu. Chị thương trước đi, thương thế của cô không nhẹ. Còn không chữa trị nữa có thể sẽ lưu lại ẩn họa gì đó.
Cô ta là muốn cầu chết hay sao? Ý cảnh: cảm ơn ơn cứu mạng của sư huynh. Nếu thật sự muốn cảm ơn thì ngươi phải sống sót cho tốt vào. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, nếu thật sự chết ở đây, đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng là một tổn thất rất lớn. Những võ giả đã từng bị hóa thành mặc đồ này ra tay đối phó với võ giả nhân tộc, nhưng sau khi được mình cứu, những chuyện này đã trở thành ký ức và gánh nặng đau khổ của bọn họ. Đặc biệt là cao thủ giống như nào Bạch Dịch, đôi tay của cô ta sớm đã dính đầy máu tươi của nhân tộc. Chính là vì như vậy, cô ta mới có lòng muốn chết mãnh liệt như vậy, muốn được giải thoát. Vâng. Một Trục Phong không thể nào làm giảm được tội nghiệp của người. Nếu như trong lòng thấy hổ thẹn, thế thì phải giết mặc tộc gấp 10 lần, 100 lần để trả lại. Nếu như ngươi dễ dàng chết đi, vậy tộc nhân chết trong tay của ngươi mới là chết vô ích. Sư huynh giáo huấn rất đúng, ta nhất định là sẽ không khiến cho sư huynh phải thất vọng. Ta thất vọng hay không không quan trọng, nhưng bản thân ngươi nhất định là không hổ thẹn với lòng. Ai không giỏi an ủi người khác, nói chuyện có thể hơi lặng lời một chút. Ta không giỏi an ủi người khác, nói chuyện có thể hơi lặng lời một chút. Vì thế bản thân ngươi tự suy nghĩ thêm. Nơi này không thể nào ở lại lâu, chúng ta hãy rời khỏi đây trước. Từ khi mình và các đội viên của thần hy tách ra cho đến bây giờ, có lẽ đã hơn thời gian một tháng rồi, cũng không biết là bọn họ bây giờ thế nào rồi. Mặc chi chiến trường, mình đang mong chờ gặp lại một vài ma tộc để ăn bữa ngon, nhưng trên đường tới đây cũng quá yên tĩnh rồi, thậm chí đến ngay cả nhân tộc cũng không thấy đâu. Khu vực chiến đấu này vốn dĩ không thái bình, xem ra sau khi mình rời khỏi khu vực chiến đấu này, bên đây đã xảy ra biến cố gì đó. Nơi đóng quân của tiểu đội thần hy, đội trưởng, cuối cùng thì người cũng đã về rồi. Vị sư muội này nà, cô ta chính là người mà ta đuổi theo, yên tâm, cô ta đã được ta cứu lại rồi. Ngược lại là hơi thở của người tại sao lại không ổn định, bị thương rồi sao? Không có gì to tát chứ, đội trưởng quay lại rồi sao? Sao lại bị thương thành như vậy, các ngươi đây nà đi đánh trận lớn với mặc tộc. Vận may không tốt, gặp phải một vực chủ. Vực chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm đó chúng ta xử lý xong chiến trường, tiện thể đi theo phương hướng truy kích của đội trưởng ngài để tìm kiếm. Nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy bóng dáng của ngài đâu cả. Chỉ đành tiếp tục ở trong khu vực chiến đấu săn giết mặc tộc, tiện thể đợi ngài quay về. Ai mà ngờ chúng ta vận may lại tồi tệ như vậy, không may lại gặp phải một tên vực chủ vào lúc mấu chốt. Từ tổng trấn đột nhiên giết ra và chiến đấu với vực chủ kia, giải vây cho chúng ta. Chúng ta ít nhiều cũng bị thương. Quá hiểu cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Phá hiểu cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Hết cách phải ở lại trên chiến trường, chỉ có thể quay về căn cứ trước. Từ tổng trấn đã bị thương trong trận chiến, may mà không nghiêm trọng. Sao vậy? Không có gì, chỉ là vị vực chủ công kích các người. Ta đã gặp qua. Người gặp qua rồi sao, đánh nhau rồi ư? Sau trận đại chiến, suýt chút nữa là không thể nào quay về được nữa. Làm cản, vực chủ kia mặc dù là do từ tổng trấn làm bị thương, nhưng cũng là vực chủ, không phải một hai tên thất phẩm có thể đấu lại được. Đúng vậy, ta đã từng cùng với Bạch Nghệ, tốn sức lực rất lớn để chém chết hắn. Giết rồi, đúng là khó tin, méo thể tin nổi được. May mắn mà thôi. Trước tiên hắn bị ta tập kích một đạo tịnh hóa chi quang, thực lực tổn thất, lại có Bạch Ngạ sư muội ở bên cạnh giúp đỡ. Quá trình mặc dù rất gian khó, nhưng cuối cùng cũng không có nguy hiểm gì. Bản lĩnh của sư muội quả nhiên lợi hại, không hổ danh là người làm đội trưởng mất thể diện. Sư thúc đừng nói như vậy chứ. Lúc đó ta đang ở trong mặc, bất đắc dĩ, sư tỷ chê cười rồi. Có gì mà chê cười, e là ngươi vẫn chưa biết. Bên tiểu đội thần hy ngoại trừ ta ra, những người khác đều là mặc đồ được hắn cứu về. Tất cả sao là tất cả. May mắn được gặp các vị sư huynh sư đệ, Bạch Nghệ cảm thấy rất là vinh hạnh. Nếu như đã quay về rồi, vậy sau này hãy giết thêm vài mặc tộc để chuốt giận cho mối nhục trước đây mới được.
Để ta đưa cô ta đi gặp Từ tổng trấn, các người cứ an tâm trị thương, có chuyện gì đợi ta quay về rồi nói tiếp. Được. Năm đó cô ta đã bắn Từ tổng trấn, giúp cho Trục Phong chạy trốn. Nhưng mà mình cũng không giúp cô ta được gì cả, có một vài chuyện bản thân cũng phải đi đối diện. Từ tình huống mà Phùng Sư Thúc bọn họ nói, hôm đó trước tiên là tiểu đội thần hy gặp phải Trục Phong, hai bên đại chiến. Tiếp theo Từ tổng trấn giết ta, Từ tổng trấn giết ra, hai bên đánh nhau, làm Trục Phong bị thương. Lúc mấu chốt nhất, Bạch Nghệ một tiện bắn ra, Trục Phong nhân cơ hội bỏ trốn. Trong trận chiến này nhiều người của thần hy bị thương nặng. Đại trận ở trên phá hiểu hiệu cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Chả trách hôm đó mình không thể nào sản sinh cộng hưởng với đại trận càn khôn ở trên phá hiểu. Trong đại điện của Từ Bá Lương, thần hy Dương Khai bái kiến Từ tổng trấn, Bạch Nghề bái kiến Từ tổng trấn. Ngày hôm đó người tập kích là ngươi hay sao? Hôm đó bất đắc dĩ, Từ tổng trấn hãy tha tội. Không sao, người của thần vũ phúc địa ta gặp qua cũng không ít người, có tiễn thuật như ngươi cũng chỉ được vài người. Ngươi đã tu hành trục nhật tiễn tâm hay sao? Vâng. Nghe đồn trục nhật tiễn tâm tu hành cực kỳ khó khăn. Người ở từng đời trước đây ở trong thần vũ phúc địa cũng chưa gặp qua người nào tu hành có thành tựu. Người thất phẩm chi cảnh đã đạt đến cảnh giới như vậy, sau này theo phẩm giai mà thăng cấp nhất định sẽ rất có tiền đồ. Từ tổng trấn quá khen rồi. Ngươi cũng không tệ, cứu được một thất phẩm xem như là công lao không nhỏ. Nói ra, hôm đó ngươi cũng trốn ở gần đó luôn sao? Từ tổng trấn thông cảm, hôm đó ta một lòng muốn bắt Bạch sư muội, cho nên mới không ra tay giúp đỡ. Ngươi làm rất tốt, chỉ là để cho tên vực chủ Trục Phong bỏ chạy thật sự là hơi tiếc. Ta đang muốn nói chuyện này với Từ tổng trấn, đệ tử sau khi cứu được Bạch sư muội, chúng ta đã cùng nhau lén vào trong sào huyệt của Trục Phong, nhân lúc hắn đang trị thương. Giết hắn luôn rồi, hả?